chào quý vị và các bạn, tôi là Thu Thủy, đến từ công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato. Các bạn thân mến, nghi lễ tổ tổ là gì? Chắc hẳn là băn khoăn của rất nhiều bạn đúng không ạ? Có thể các bạn đã biết, nghi lễ tế tổ là một phong tục văn hóa truyền thống của các tầng lớp con cháu. Nó có ý nghĩa vô cùng to lớn, thể hiện lòng thành kính biết ơn và tôn trọng các bậc tiền bối có công ơn sâu nặng với dòng tộc, đặc biệt là vị thủy tổ của dòng họ. Tổ chức nghi thức tế tổ hàng năm tại nhà thờ họ bao gồm các bước cơ bản sau đây. Đầu tiên là chuẩn bị bàn thờ. Trước khi bắt đầu nghi thức, người thực hiện sẽ dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bàn thờ, trang trí bằng hoa, trái cây và các vật dụng tín ngưỡng khác. Tiếp theo là thắp hương và lên đèn. Người thực hiện sẽ thắp hương và lên đèn trên bàn thờ, tạo ra không khí trang nghiêm và linh thiêng. Tiếp nữa, chúng ta sẽ tiến hành dâng lễ. Sau khi thắp hương và lên đèn, người thực hiện sẽ dâng lễ cho vị tổ tiên của gia đình. Lễ vật bao gồm các loại hoa, trái cây, rượu, thịt, cá, gạo và các vật dụng khác. Tiếp đến, chúng ta sẽ cầu nguyện và tưởng niệm tổ tiên. Người thực hiện sẽ cầu nguyện và tưởng niệm các tổ tiên của gia đình, nhắc lại các câu chuyện và truyền thống về tổ tiên để truyền lại cho thế hệ sau. Và cuối cùng, chúng ta sẽ tiến hành chia sẻ đồ ăn. Sau khi hoàn thành nghi thức, gia đình sẽ cùng nhau ăn uống và chia sẻ đồ ăn trên bàn thờ, tạo ra một không khí hội ngộ, đoàn kết và tình cảm trong gia đình. Ngày được chọn làm ngày tế tổ thường là ngày kỵ của vị thủy tổ. Nếu không xác định được ngày kỵ của thủy tổ rõ ràng, thì chọn ngày rằm tháng riêng thường được dùng để cầu siêu độ cho vong linh người âm và cầu an giải hạn cho người dương trần hàng năm, hoặc ngày xá tội vong nhân rằm tháng 7. Tế tổ cũng có 3 nội dung cơ bản. Một là tế trời, đất, thần, thánh. Trước là để yết cáo các chư vị thần linh xin phép cho gia tiên được về hưởng lộc con cháu. Sau là để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Hai là tế cầu siêu độ cho vong linh người đã khuất. Trong nội dung này có 2 nội dung nhỏ là cầu siêu cho gia tiên có tên tuổi chính quy và cầu siêu cho vong hồn yểu mệnh, vong hồn thất lạc, không người thờ phụng của gia tộc. Ba là tế cầu an giải hạn cho người dương thế. Trình tự cúng lễ như sau. Đầu tiên là yết lễ, hay còn gọi là lễ yết cáo thần linh, yết cáo tổ tiên. Đêm hôm trước, tộc trưởng phải dâng lễ cầu xin Hoàng Thiên Hậu Thổ, Thanh Hoàng Bản Xứ, Thổ Công Hà Bá cho phép gia tiên được về, đồng thời yết cáo tổ tiên xin phép được tổ chức sự kiện vào ngày hôm sau. Tiếp theo là phần tế lễ. Ngày hôm sau, con cháu họ tộc tụ hội làm lễ cúng tổ tiên. Vừa rồi là những hiểu biết của chúng tôi về nghi lễ tế tổ hàng năm tại nhà thờ họ. Nếu bạn cảm thấy nội dung này là hữu ích, hãy nhấn nút like và chia sẻ video này tới nhiều người cùng biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở các số sau.